Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Pat Ryder cho biết, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cũng ra một tuyên bố ngắn, nói rằng ông Austin và ông Belousov đã trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov đã cảnh báo người đứng đầu Lầu Năm Góc về sự nguy hiểm khi Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine.